Tất cả chư Phật Bồ Tát Không một ai có lòng riêng tư Không có một chút lòng thiên vị Đều là mong muốn cho bạn mau mau thành Phật Đó chính là bổ nguyện của các ngài Hy vọng bạn mau mau chống được thành tựu Mà phương pháp nhanh chóng nhất Chính là cầu sanh Tây Phương tịnh độ Nhanh hơn so với bất kỳ pháp môn nào pháp môn thù thắng đến như vậy thù thắng trong những sự thù thắng nhưng mà quả thật là có một số người nghiệp chướng rất sâu nặng họ không hề tin vì thế phật bồ tát đều từ bi Các pháp môn này bạn không thể tiếp nhận Thì Phật Bồ Tát liền dị cho bạn pháp môn khác Cho nên Các pháp môn đã khai ra Chúng ta thường nói là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Là đối với người không tin tưởng pháp môn này Không chịu học tập Không muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Phật mở ra Tám dạng bốn ngàn pháp môn phật mở vô lượng pháp môn trong tứ hoàng Thị nguyện nói là vô lượng pháp môn đó là vì những người nghiệp chướng sâu nặng mà mở ra không chịu tiếp nhận pháp môn này vậy thì hết cách rồi việc này thì chúng ta đều hiểu được bạn thật sự đã rõ ràng đã minh bạch rồi thì bạn mới hiểu được chúng ta gặp được pháp môn này là may mắn biết bao nhiêu sau khi gặp được pháp môn này Thì quyết không để lỡ thêm một lần nữa Quyết không nghi hoặc nữa Quyết định một môn thâm nhập Pháp môn khác như thế nào Bạn có nói đến qua trời rơi rụng đi nữa Thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng tâm Tôi sẽ tán thán bạn Nhưng tôi sẽ không học với bạn Cũng như thiện tài đồng tử 53 tham không khác Bạn hãy xem thiện tài Pháp môn nào họ cũng đều đi tham quan Đều đi tìm hiểu nhưng mà họ quyết định không học Họ vẫn là lão thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Thiên tây đồng tử cũng ở tại thế giới Tây Phương cực lạc Được rồi Phẩm này chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi Mời xem tiếp phẩm thứ 19 Thọ dụng cụ túc đề thập cửu phẩm đề của phẩm này là thọ dụng cụ túc ở phẩm này cũng là giới thiệu thêm một bước nữa với chúng ta vì tình hình cuộc sống thường ngày của những người ở thế giới tây phương cực lạc bên đó nói đến thân thể dung bạo của họ đoan chánh trang nghiêm phước đức vô lượng trí huệ thông suốt thần thông tự tại thọ mạng dày lâu việc đó có thế giới này của chúng ta tất cả chúng sanh đều đang ngày đêm mong cầu nếu bạn muốn cầu phước bạn muốn cầu trí huệ bạn muốn cầu tự tại bạn muốn cầu thọ mạng thì chỉ có thế giới cực lạc mới viên mãn ở thế giới này thì cầu không được cho nên trong tám cái khổ thì có cầu bất đắc khổ sau khi đã cầu được rồi bạn giận khổ vì sao vậy sợ hư hại sợ mất mát tìm nghĩ hết mọi cách để đề phòng làm thế nào để có thể giữ gìn nó bạn nói xem cổ biết bao người ở thế giới tây phương cực lạc đều không có những ý niệm này tất cả đều là tự nhiên đều là tánh đức lưu lộ ra thân tâm chánh báo thanh tịnh quang minh phước đức y báo thù thắng giống như phía trước đã nói là siêu thế hy hữu ở trên kinh thế tôn thuyết pháp thiện xảo phương tiện Tổng kết là bà nói Vẫn luôn là tùy niệm hiện tiền Không gì không sẵn có Người thế gian này của chúng ta Thì nói là tâm tưởng sự thành Tâm tưởng Nhưng bạn còn phải đi làm Nếu bạn không chăm chỉ nỗ lực để làm Thì việc sẽ không thành được Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải làm gì Giờ nghĩ tưởng thì đã thành tựu rồi chúng ta xem kinh văn phụ thứ cực là thế giới sở hữu chúng sanh chữ sở hữu này thì ý nghĩa bên trong của nó rất là dài bạn xem phần kinh văn kế tiếp là hoặc dĩ sanh hoặc hiện sanh hoặc đương sanh là để chúng ta nói cái sở hữu chúng sanh này phía sau mà công có ba câu này thì cách giải thích nó là rất đơn giản có ba câu này thì nội dung này liền rất là phong phú dĩ sanh nghĩa là đã được sanh đến thế giới cực lạc rồi a di đà phật đã thành phật mười kiếp đã đã sanh đến thế giới cực lạc còn hiện sanh chính là hiện tại sanh đến thế giới cực lạc còn đương sanh đương xanh là những người nào là những người như chúng ta đây bây giờ vẫn chưa đi nhưng mà thế nào khẳng định là sẽ đi đương xanh là khẳng định muốn đi đây gọi là đương xanh câu này rất quan trọng câu nói này là nói bản thân chúng ta bản thân chúng ta phải hạ quyết tâm không nên có một chút nghi hoặc gì Quyết định là được sanh Cũng không nên suy nghĩ Trong đời này ta đã tạo những tội nghiệp gì Trong đời quá khứ đã tạo những gì Để không nên suy nghĩ những việc đó Bằng giờ nghĩ như vậy thì bạn không thể giảng sanh Đường sanh thì bạn không có phần rồi Đường sanh là sau khi gặp được pháp môn này Thì chỉ nghĩ đến a di đà Phật Còn những thứ khác đều không cần nghĩ đến Sau đó bằng mới chân thật Hiểu được Phật đã nói trên các kinh đại thừa Niệm một câu A-di-đà Phật Nam mô A-di-đà Phật Tiêu 80 ước kiếp Sanh tử trọng tội Vậy thì chúng ta niệm có thể tiêu được hay không? Không thể Khi mà chúng ta niệm Dù hát bể cổ họng cũng uổng công Người như thế nào mà khi niệm Lại được cái hiệu quả này Chính là người không có một chút nghi hoặc Trong tâm ngoài a di đà Phật ra Thì không có một chút tạp niệm gì Người như vậy Mà niệm một câu a di đà Phật Thì sẽ tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội Cho nên cái sự việc này Bạn phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch Vẫn còn khởi vọng tưởng thì không được Không những hết thảy thế gian Pháp Ta không nghĩ tưởng mà ta cũng không nghĩ quá khứ Ta cũng không nghĩ hiện tại Ta cũng không nghĩ gì lai Ta cái gì cũng không nghĩ đến Ta chỉ nghĩ đến a di đà Phật Ta chỉ nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ Bạn mà là người như vậy Thì một tiếng Phật hiệu Mới diệt được 80 ức kiếp Sanh tử trọng tội Vì này không giải chút nào Bạn khởi một cái vọng niệm Thì đã đem toàn bộ công phu của mình phá bỏ hết rồi Đó chính là Cổ Đại Đức đã nói là hét bể cổ họng cũng uổng công phải buông bỏ triệt để buông bỏ vàng duyên chính là cái đương xanh mà chỗ này đã nói đương xanh là ngay trong một đời này của chúng ta quyết định thành tựu quyết định giảng xanh trong câu này câu này là quan trọng nhất câu này mới chân thật là nói bản thân chúng ta chúng ta xem tiếp phía sau giai đắc như thị chư diệu sắc thân hình mạo đoan nghiêm phước đức vô lượng trí huệ minh liễu thần thông tự tại giai đắc như thị chư diệu sắc thân câu này là nói tổng quát những gì là diệu sắc thân bốn câu phía sau này chính là nói riêng biệt hình mạo đoan nghiêm hình là hình dáng của thân thể mạo là dung mạo đoan chánh trang nghiêm phía trước thì chúng ta đã đọc qua xanh đến thế giới tây phương cực lạc thế giới bên đó là hóa xanh chứ không phải thai xanh chúng ta rất khó mà tưởng tượng được người thế gian này của chúng ta đều là từ nhỏ mà từ từ lớn lên mỗi năm đều mỗi khác mỗi tháng cũng không như nhau thế giới tây phương thì không như vậy thế giới tây phương đến bên đó được cái thân thì liền giống như a di đà phật không khác hiện tại thì nó là phục chế đến thế giới tây phương cực lạc chúng ta đều là phục chế như a di đà phật tướng mạo thân thể hoàn toàn giống với a di đà phật phước đức vô lượng cái thọ mạng đó là ở trong phước đức Thọ mạng là cái phước đức đệ nhất Là vô lượng thọ Trí huệ minh liễu Cái trí huệ này là Trí huệ viên mãn Quá khứ hiện tại dị lai Là quá khứ vô thủy vị lai vô chung thử giới ta phương nhất thiết chư phật không có cái nào bạn không thông đạt không có cái nào bạn không hiểu rõ cái việc này hầu hết mọi người nghe thấy điều sẽ lắc đầu vì này có thể sao vì này không thể nào chúng ta ngày nay khi nghe được những lời này Nói ở trên kinh Chúng ta khẳng định một chút hoài nghi cũng không có Vì sao vậy? Bởi vì Phật ở trên kinh Hoa Nghiêm đã nói qua Trên kinh Lăng Nghiêm cũng đã nói qua Nên đều là ngày trước chúng tôi thường hay giảng những bộ kinh này Chư Pháp sở sanh Chư Pháp chính là thế xuất thế gian tất cả Pháp xanh là nói xanh khởi hết thầy pháp này là từ đâu mà ra phật nói duy tâm sở hiện cái tâm đó chính là tự tánh của chúng ta chính là chân tâm của chúng ta là chân tâm của chúng ta là bổn tánh của chúng ta biến hiện mà ra bạn đã minh tâm kiến tánh rồi thì bạn sao lại không biết tác dụng của tâm tánh Hư không là từ đâu mà đến Vũ trụ là từ đâu mà đến Vô lượng vô biên những tinh cầu này Là từ đâu mà có Là từ trong tự tánh của bạn biến hiện ra Bạn đã minh tâm kiến tánh rồi Đương nhiên cái gì cũng đều biết Không cần phải học Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến tâm tánh đều là ở chính mình không phải ở bên ngoài vì thế tất cả dạng pháp bạn đều thông đạt hiểu rõ đây vốn là như vậy vốn là tự nhiên thì tại bạn hết thảy đều không hiểu rõ phật gọi nó với một cái tên là sở tri chướng cái sở tri chướng này đã chướng ngại bạn vốn là cái bạn sở tri hiện tại thì bạn bất tri cho nên sở tri chướng cùng phiền não chướng thì ý nghĩa không như nhau Phiền não bản thân là chướng ngại Sở tri thì bản thân không phải là chướng ngại Là có một loài chướng đã chướng ngại cái sở tri của bạn Không giống như phiền não Phiền não thì nó giống là chướng ngại cho nên nói cái trí huệ minh liễu này là vốn có tất cả chúng sanh đều có như lai trí huệ đức tướng vì sao mà hiện tại bạn không còn trí huệ minh liễu nữa việc này phật cũng thường nói ở trên kinh mà chư tổ sư đại đức cũng thường nói cái sở tri chướng này là từ đâu mà có khởi tâm đồng niệm chính là sở tri chướng Trên kinh Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lâu Na hỏi rất hay Phật cũng trả lời rất nhiều Tôn giả Phú Lâu Na Hỏi tất cả những chúng sanh này Bởi vì có vô minh Vô minh bất giác sanh tam tế Phú Lâu Na hỏi cái vô minh này khởi dậy vào lúc nào Nguyên nhân gì đã khởi dậy sự vô minh Vô minh chính là sợ tri chướng Phật trả lời rất nhiều Chỉ bốn chữ Tri kiến lập tri Là gốc của vô minh Tri kiến Chính là trí huệ minh liễu Sai là ở chỗ nào Sai ở chỗ là bạn tự mình muốn lập một cái tri Cái lập tri này Chính là bạn phân biệt Chính là bạn khởi tâm động niệm bạn khởi tâm đồng niệm vì thì việc này đã trở thành sự chướng ngại rồi liền chướng ngại mất cái trí huệ minh liễu của bạn rồi cho nên chư phật như lai các ngài thường ở trong định cái ở trong định này không phải là kiết già tọa thiền chúng ta hiện tại nói đến nhập định mọi người đều nghĩ đến ngồi xếp bằng quay mặt vào vách đây là nhập định không phải vậy Đó là bạn hoàn toàn không lý giải được Đối với việc thiền định Mà nhà Phật nói Cái trong định này chính là Tâm của bạn định Không phải nói thân Cho nên Nói là đi đứng nằm ngồi Đều ở trong định Bạn đứng thì cũng ở trong định Ngồi cũng là đang ở trong định Đi cũng là đang ở trong định Tất cả hết thảy hoạt động đều là ở trong định đó mới gọi là thiền định cái định này là cái gì định chính là không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đó gọi là định cho nên định sanh huệ tác dụng của định chính là trí huệ chính là trí huệ đã thấu suốt Chúng ta ngày nay tại vì sao không có trí huệ gì? Vì tâm động Cho nên nếu bạn muốn cầu trí huệ Thì không khó Bạn tận lực giữ gìn tâm của mình Không để cho cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Không nên để cho phiền não lay động Tôi thường hay khuyên bảo Các đồng học Trong các buổi giảng Tôi nói 16 chữ Bạn hãy đem 16 chữ này mà buông bỏ Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh danh lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Thì bạn vào trong định rồi Cái định này tuy là không sâu lắm Nhưng mà cái định này sanh trí huệ Bạn có loại công phu như vậy Phật dạy bạn bất kỳ kinh nào Bạn vừa mở ra thì bạn đều không bị chướng ngại Bạn có thể xem hiểu được Việc xem hiểu này chính là trên kệ cái kinh đã nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Đương nhiên cái giải của bạn vẫn chưa đủ sâu Vẫn chưa đủ viên mãn Nhưng mà cái giải này của bạn có thể nói là Còn nông cạn Nhưng mà chính xác không có giải sai vì sao vậy? Vì bạn có định công này Nếu như những thứ này Bạn vẫn chưa không buông bỏ được Vì thì bạn không có một chút định công rồi Không những Phật nói bạn không hiểu Mà chú giải của Tổ sư Đại Đức Bạn xem cũng không hiểu Vì sao vậy? Vì bạn có sở tri chướng Khi bạn nghe tôi giảng kinh Bạn nghe cũng không hiểu Vì có chướng ngại rồi chính là cái đạo lý như vậy. Tâm của bạn càng thanh tịnh thì trí huệ của bạn càng lớn. Cho nên lời của cổ đức nói đều rất có đạo lý, sự tu hành trong Phật pháp chính là một chữ là chữ buông, buông xả. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa không có gì khác, chỉ có buông xả mà thôi bạn có thể buông bỏ một phần thì bạn có thể nhìn thấu được một phần nhìn thấu chính là trí huệ thấu suốt bạn có thể nhìn thấu một phần thì bạn có thể được một phần tự tại thần thông tự tại bạn đều có thể đạt được người ở thế giới tây phương cực lạc bạn hãy xem trong phần kinh văn này Chân thật là diệu không thể tả Hoặc đương xanh Câu này rất diệu Hiện nay chúng ta hạ quyết tâm tu tịnh độ Quyết một lòng một dạ Thì chúng ta chính là đương sanh Trong đời này khẳng định Không tạo luân hồi thêm nữa Khẳng định được sanh đến tịnh độ Bản thân tràn đầy lòng tin Sẽ sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Những điều này hết thảy đều đạt được Không những đạt được Mà còn gần kề sự viên mãn Thất địa Bồ Tát gần kề sự viên mãn Lên trên là bát địa, củ địa, thập địa, đẳng giác Đó là năm cái cấp bậc Đi gần với viên mãn rồi Cấp bậc thứ năm chính là quả vị như lai cứu cánh cho nên thì sắp được viên bản rồi. Vì sao mà không lấy cái này chứ? Vì sao mà vẫn còn tham luyến cái thế gian này? Vì sao mà vẫn còn tham luyến những pháp môn khác chứ? Lúc tôi giảng kinh có nói. Năm nay đã đi đến Trung Quốc hai lần Cũng gặp được các đồng tu Phật giáo ở bên đó Giờ gặp thì liền chỉ trích tôi Pháp Sư Tịnh Không Ngày giảng kinh giảng cũng rất hay Nhưng vì sao chỉ chuyên môn Tuyên dương pháp môn tịnh độ Còn những pháp môn khác thì Ngài không đề xướng Đến chất vấn tôi như vậy thì tương lai chỉ còn mỗi pháp môn tịnh độ Những tông phái khác không phải là chẳng còn nữa hay sao Họ băn khoăn lo lắng rất nhiều thứ Kỳ thật Quy củ của việc giảng kinh thì họ không hiểu Giảng bộ kinh nào Thì nhất định phải tán thắng bộ kinh đó bạn không tán tháng một kinh này Thì bạn giảng để làm gì chứ Tôi hôm nay giảng tịnh độ Lại đi tán tháng thiền tông Thì không phải là chuyện tiếu lâm hay sao Còn có ai dám tin nữa chứ Vì vậy đây là một cái nguyên lý Nguyên tắc căn bản Họ không nắm được rõ ràng Nếu họ rõ ràng thì họ sẽ không nói những lời này Khi giảng bất kỳ Một tông một phái nào Thì chúng ta nhất định phải tán thán Người ta nghe rồi Thì Mới sanh lòng tin tưởng Thì mới có thò dụng chứ Thì mới y giáo phụng hành Chân thật được lợi ích Lần trước Dường như là lúc tôi từ bên này đi qua bên này có một nữ tu thiên chúa giáo rất nhiều đồng tu đều quen biết chính tôn giáo lớn của singapore năm nay là do bà làm chủ tịch bà nói với tôi vì tôi đã từng giảng qua mai quế kinh ở tại trường học của họ hình như là chỉ hai hay ba tiếng đồng hồ thì đã giảng xong tôi cũng không nhớ rõ cái đĩa ghi hình đó giờ họ vẫn đang lưu hành tôi nói tốt thôi tôi nói nếu các vị đã thích nghe tôi giảng mai quế kinh tôi nói tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian tôi sẽ giảng lại một lần nữa trong phòng ghi hình tặng cho các vị lưu hành là thiên chúa giáo thì Tôi giảng Mai Quế Kinh thì nhất định tán thán Thiên Chúa Giáo Nhất định tán thán Chúa Giêsu. Tôi không thể nào nói Ngài không bằng a Di Đà Phật được Không thể nào có cách nói như vậy được Làm gì lại có đạo lý như vậy chứ Cho nên việc này thì nhất định phải nên hiểu Đây là một cái quy củ Quy củ của việc dạy học Bất luận là giảng một bộ kinh nào Bất luận là giảng pháp môn gì thì nhất định phải tán thán chúng tôi gặp được những đồng học là đệ tử phật môn tu học các tông phái khác tôi đều tán thán tôi quyết định không hề quỷ bán quyết không hề xem thường vì sao vậy chúng ta học phật đã học được nhiều năm như vậy ở trong du già bồ tát giới bổn có một giới trọng là tự tán hủy tha hình như là được liệt ở điều đầu tiên trọng giới thứ nhất là tự mình tán thán mình hủy bán tông phái của người khác đó là giới điều đầu tiên Trong du già dạ giới bổn Trong phạm vọng giới bổn Thì liệt ở phía sau Trong du già dạ Bồ Tát giới bổn Thì được liệt ở đầu tiên Vì này rất quan trọng Vì sao vậy? Hết thảy pháp môn trong nhà Phật Bất luận là đại thừa tiểu thừa Tông môn giáo hạ Hiển giáo mật giáo Thì những kinh điển mà chúng ta y cứ Đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết nếu như bạn hủy bán kinh điển nào đó Thì không phải là đã bán Phật hay sao Là bán Phật Bán Pháp Còn người y cứ theo Pháp môn này mà tu hành Thì thành tựu có rất nhiều Cho nên Đây không phải bạn bán tăng rồi hay sao Cho nên bạn tự mình tán thắng chính mình Thì có thể Chứ bạn không thể quỷ bán tam bảo bạn hủy bán tam bảo thì quả báo là ở tại địa ngục a tỳ vậy thì sao bạn có thể giảng sanh đây cho nên ở điểm này thì bạn nhất định phải hiểu chúng ta là người tu tịnh độ đối với bất kỳ tông phái nào cũng đều tán thán nhất định không có hủy bán chúng ta là cung kính tam bảo tán thán tam bảo không những là tán thán đối với tam bảo mà chúng ta đối với thế gian tất cả tôn giáo cũng đều tán thán Vì sao vậy? Cho dù là tôn giáo không như nhau. Nhưng bạn hãy suy nghĩ xem. Đó có phải là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay không? Nếu như đó là duy tâm sở hiện duy thức sở biến thì chúng ta phải biết ta và họ là cùng một cái gốc, cùng một thể, cùng một cái tự tánh. vậy thì làm sao có thể xem thường, làm sao có thể hủy bán? ngay cả những đạo lý này mà cũng không rõ ràng, thì họ học Phật là việc công cốc rồi, đọc kinh là đọc xuông, niệm Phật cũng chỉ là uổng công, họ sao có thể thành tựu được chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Đối với rất nhiều rất nhiều tôn giáo ở Ấn Độ Thế Tôn không hề có sự khinh mạng Đây là việc mà chúng ta nên học tập Vì sao vậy? Vì căn tánh không tương đồng Bất luận là một tôn giáo nào Cũng đều là khuyên người hướng thiện không ai dạy người làm ác là giáo dục của thần thánh đây đều là những chân tướng sự thật của xã hội đã bày ra ở ngay trước mắt chúng ta thông suốt thấu hiểu đặc biệt là ở tại cái thời đại ngày nay cái thời đại này là thời loạn Là thời thế đại loạn Xã hội động loạn Tai nạn triền miên Ngày tháng mà chúng ta trải qua rất là vất vả Cho nên người ở trên toàn thế giới Tôi tiếp xúc qua rất nhiều Những tôn giáo khác nhau Những chủng tộc khác nhau Những quốc gia khác nhau Có thật là Mọi người đều có một cái mong cầu vô cùng khẩn thiết đó là xã hội an định thế giới hòa bình cho nên cái ý niệm này rất tốt đều là cùng nhau vì này không phân tôn giáo không phân quốc gia không phân chủng tộc đều cùng có chung một sự mong cầu mong cầu xã hội của chúng ta an định chúng ta có thể trải qua cuộc sống hòa bình do đó chúng tôi tại singapore hiện tại là ở úc châu những năm gần đây chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực làm công tác đa nguyên văn hóa chính là đoàn kết tôn giáo đoàn kết dân tộc hóa giải hiểu lầm hóa giải xung đột hy vọng mọi người đối với việc xã hội an định thế giới hòa bình mà dốc toàn lực toàn tâm để mà cống hiến chúng ta đang lập nên một sự nhận thức chung chúng tôi đưa ra kế hoạch mục tiêu rất đơn giản chỉ có đơn giản thì chúng ta mới có thể nhớ được Chúng ta mới thực hiện được Còn dài dòng tràn gian đại hải Thì nhớ không đổi Vì thì chẳng có ích gì Tôi điều ra tổng cương lĩnh Có 8 chữ Đó là bình đẳng đối đãi Hòa thuận sống chung Chúng ta không phân tôn giáo Không phân chủng tộc Không phân quốc gia Không phân văn hóa cũng không phân giàu nghèo Xa nghèo Chúng tôi mong muốn Tất cả chúng ta đều có thể bình đẳng Đối đãi hòa thuận sống chung Còn thực tiễn Thì tôi có năm câu nói Chúng ta phải bao dung lẫn nhau Phải mở rộng tâm lượng Phải bao dung lẫn nhau nếu như không thể bao dung Thì mâu thuẫn sẽ không có cách nào giải quyết Đối nghịch sẽ không có cách nào để giải quyết Phải bao dung Phải tôn trọng lẫn nhau Phải yêu kính lẫn nhau Phải quan tâm lẫn nhau Phải chăm sóc lẫn nhau Tôi chỉ cần thực tiễn 10 chữ này Đó là Bao dung tôn trọng yêu kính quan tâm chăm sóc sau cùng lại tổng kết chúng ta hỗ trợ hợp tác chúng ta đều là người một nhà tôi chỉ có vài câu nói này đi khắp nơi trên thế giới đến đâu cũng khuyên mọi người mấy câu nói này Chúng ta phải đem hết thảy mấy câu nói này mà thực tiễn Chính là bản thân mình làm cho được Sau đó tôi mới bắt đầu yêu cầu người Trong đạo tràng làm cho được Nhà mình mà làm không được Thì sao có thể nói đến xã hội được chứ Người trong đạo tràng làm được rồi Sau đó tôi mới hy vọng những người sống ở thành phố nhỏ Đều làm được Tôi sống ở Úc Châu Là tại một thành phố nhỏ Thành phố này chỉ có 80.000 người Thì được Bạn xem Singapore này thì không làm nổi Mấy triệu người vậy thì khó lắm 80.000 người thì dễ làm Hy vọng 80.000 người này Đều có thể làm được Vì sao vậy? Mỗi người đều có niềm vinh dự Hy vọng cái thành phố nhỏ này Trở thành cái thành phố gương mẫu Về bình đẳng đối đãi và hòa thuận sống chung cho thế giới là số một thế giới rất vui mừng người người đều sẵn lòng làm trong lòng tôi dự tính là trong ba năm khoảng ba năm thì cái thành phố nhỏ này sẽ là số một thế giới số một về cái gì số một về sự hòa bình người ở thành phố nhỏ này là người một nhà chúng tôi nhìn thấy người lớn tuổi cũng như thấy cha mẹ mình vậy nhìn thấy người trẻ tuổi thì đều như con em của mình chúng tôi tôn trọng yêu kính quan tâm chăm sóc lẫn nhau từ thành phố nhỏ này mà làm cho nên thế giới hòa bình thật không dễ dàng tôi tham gia hội nghị hòa bình do liên hiệp quốc tổ chức tại thái lan sau khi tôi tham gia xong Tôi cảm thấy đó đều là nói suông mà thôi Không thể áp dụng thực tiễn Cho nên tôi mới nghĩ rằng Ông trời đã để tôi đến Tô Quyên Ba sống Từ thành phố nhỏ này Làm nên một sự mô phạm về hòa bình Mọi người thường gọi là Bản mẫu Làm ra một tấm gương cho mọi người xem các vị là những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới Là những người ngày ngày nói về hòa bình Hãy đến bên này mà xem Chúng tôi ở bên này làm ra cho các vị xem Đây chính là một cái thôn Di Đà mở rộng Thôn Di Đà là mô hình nhỏ Hiện tại thì đã có một cái thành phố nhỏ rồi Chúng ta cùng giao Làm thành phố Di Đà Thực tiễn ở trên cả thành phố này Cái thành phố nhỏ này Quả thực Có đủ các điều kiện tự nhiên Cái điều kiện này Chính là cư dân sống ở thành phố Chỉ có hai loại người Một loại là học sinh Cho nên thành phố này Là một thành phố có trình độ văn hóa rất cao Một loại là học sinh Học sinh và người theo đuổi công tác giáo dục Chiếm tới Một phần tư dân số Ngoài ra trong ba phần tư còn lại Trong đó hơn một nửa là người già đã về hưu Người ở khắp mọi nơi khi về hưu Thì đến nơi này để dưỡng lão Đây chính là cái điều kiện tự nhiên Là một cái thành phố nghỉ hưu dưỡng lão Cho nên rất dễ làm chúng ta ở bên đó tổ chức bữa tiệc tối thân mật bữa tiệc thân mật này chúng ta đã làm hai năm cứ mỗi tối thứ bảy là làm một lần đại khái người đến tham gia lúc ít thì có khoảng năm sáu mươi người lúc nhiều thì có hơn trăm người chúng ta đã làm hết hai năm lần này học viện xây dựng căn bản cũng sắp hoàn thành chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ khánh thành vào ngày 19 này trong buổi lễ khánh thành tôi sẽ đem ý tưởng của mình nói với mọi người bữa tối thân mật của chúng ta sẽ đổi thành đêm hội thân mật đêm nó mở rộng ra thêm đó là giáo dục đêm hội thân mật là giáo dục chính là giáo dục cho người dân trong thành phố này chân thật thực tiễn bình đẳng đối đãi chung sống hòa thuận chân thật thực tiễn bao dung tôn trọng yêu kính quan tâm chăm sóc hợp tác lẫn nhau chúng ta phải đem nó áp dụng vào thực tiễn cho nên đây là một hoạt động rộng lớn là giáo dục cho xã hội Hy vọng thành phố nhỏ này của chúng ta Tất cả những lãnh tụ tôn giáo dẫn đầu Để bật thúc đẩy Khiến cho Thành phố nhỏ này Có thể trong vòng 3 năm Phát triển ra thành các thành phố hòa bình Trên toàn thế giới chúng tôi đọc đến đoạn kinh văn này hình mạo đoan nghiêm phước đức vô lượng trí huệ minh liễu thần thông tự tại cảm xúc của chúng tôi rất là sâu đây đều là đức năng mà bổn tánh vốn có nếu bản thân chúng ta có trí huệ có định công thì sẽ khai phá cái trí năng của người là vô tận vô lượng vô biên mỗi một người chúng ta đều có phải nên khai phá đoạn phía sau thì chỉ có tám chữ tám chữ này là một khoa mục thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc cái chữ thọ dụng này bạn xem trên kinh chỉ có tám chữ Bên trong thì Bao hàm mọi thứ Chúng ta ngày nay nói đời sống tinh thần Đời sống vật chất Chữ nhất thiết Không những đủ là phong túc Phong là rất phong phú Không có một mảy may Kiếm khuyết nào Đây gọi là phong túc Nghĩa là đầy đủ đoạn phía sau đó là lượt lấy mấy cái thí dụ chủng chủng thọ dụng là những thọ dụng gì thứ nhất là nơi chúng ta sinh sống cung điện cung điện là đại biểu cho hoàn cảnh sinh sống chúng ta không có thiếu thốn Cung là nơi ở của cá nhân Điện là nơi trốn công cộng Đại chúng cùng hội tụ Ngày xưa gọi là điện Nhà riêng mỗi người thì gọi là cung Cho nên xem thấy cái chữ này Thì không nên nghĩ đó là cung điện của vua chúa ngày xưa Vì thì bạn đã nghĩ sai rồi Bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi đây nghĩa là nhà riêng Và nơi trốn hoạt động chung của đoàn thể Bạn giải thích như vậy thì Cái ý nghĩa của đó mới hoàn toàn Tương ưng Phục sức đây là ăn mặc Ăn mặc Đầy đủ người ở thế gian này của chúng ta ưa thích trang sức phật bồ tát cũng có đeo dòng anh lạc chúng bảo trang nghiêm những thứ này đều là tự nhiên đều không phải do con người nghiên cứu chế tạo ra Thế giới Tây Phương mọi thứ đều là tự nhiên Ứng niệm mà sanh Hương hoa Cái này đại khái Là tất cả chúng sanh Pháp giới Mười phương Không có một ai là không ưa thích hương hoa cái hoàn cảnh cư trú thì xem trọng nhất là Giường lâm viên những gia đình giàu có vào thời xưa thì đặc biệt xem trọng đến hoàn cảnh nơi cư trú nếu các vị đi đến trung quốc tham quan du lịch thì lâm viên ở tô châu ở Dương Châu, Bắc Kinh Những nơi này vẫn còn được giữ gìn cũng không ít Bạn hãy xem cái sân vườn của họ Hoa cỏ, cây lá Còn bố trí thêm hòn non bộ Có cầu nhỏ và nước chảy Những cái này đều cần phải có con người thiết kế nhưng mà thế giới Tây Phương cực lạc thì không cần Không cần đến bạn phải suy nghĩ Ứng niệm là sanh ra Phan cái Trang nghiêm chi cụ Tùy ý sở tu Tất dai như niệm Chữ phan cái Trang nghiêm chi cụ này Chỉ trong một câu nói này thì đã bao quát hết thảy đồ dụng vật chất trong đời sống thường ngày của chúng ta. Toàn bộ đều bao gồm ở trong đó. Có đủ tất cả không thiếu thốn một thứ gì. Khi cần phải dùng đến thì nó sẽ tự nhiên hiện ra. Khi không cần nữa thì nó sẽ biến mất không cần phải cất vào kho cái này thật không thể nghĩ bạn cho nên bạn đi đến thế giới tây phương cực lạc bạn đi đến nhà của từng người để mà xem đều là gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi khó có được nhất là vật dụng của họ không cần phải cất giữ Dù đồ có nhiều hơn đi nữa Thì khi cần nó sẽ hiện ra Khi không cần dùng nữa thì đều biến mất Không nhìn thấy cái này nữa Việc này rất vi diệu Vì sao chứ? Hiện nay nghiên cứu của nhà khoa học Cũng đã hiểu được Là năng lượng cùng vật chất có thể chuyển biến Tất cả chúng sanh ở thế giới Tây Phương cực lạc Đều có cái năng lực này Có thể đem năng lực Biến thành vật chất Khi cần dùng thì hiện ra Ngay trước mắt Khi không cần nữa Thì tất cả vật chất này Sẽ được chuyển đổi lại thành Năng lượng trở lại Không cần phải cất giữ Ngày nay nhà khoa học của chúng ta Biết được cái đạo lý này Mà không biết làm sao Để có thể thực hiện Khoa học đang không ngừng tiến bộ Đối với Phật Pháp quả thật Có sự giúp đỡ rất lớn Trên các kinh điển Phật đã nói ra rất nhiều, rất nhiều Những cảnh giới không thể nghĩ bàn Đã được các nhà khoa học hiện nay chứng thực Đó là việc có thể Nhưng mà hiện tại không biết dùng phương pháp gì để có thể chuyển biến Theo ý muốn của mình Họ đều chưa biết cách Ở thế giới Tây Phương cực lạc Thì đã biết từ lâu rồi Cho nên năm xưa Khi tôi giảng bộ kinh này Đã khuyên các nhà khoa học Nên đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Để du học Nếu họ không đến thế giới cực lạc Thì thứ mà họ học được Đều rất là có hạn A Di Đà Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Cho nên học khoa học thì hãy đi đến thế giới cực lạ ừ. Tiếp đến câu phía sau chính là tùy ý sở tu, tất giai như niệm. Hết thảy đều là tâm tưởng sự thành. Một mảy may chướng ngại cũng không có. Không như thế gian này của chúng ta. Cuộc sống thật sự là khó khăn gian khổ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Sáu nẻo này của chúng ta gọi là biển khổ. Đã nói ra cái chân tướng cuộc sống chúng sanh ở trong đây Có ba loại khổ lớn Là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Cho nên ở trên kinh Pháp Hoa nói là tam giới thống khổ Dục giới thì ba loại khổ này đều có Không có một ai có thể thoát ra khỏi được Người của trời sát giới Công phu thiền định sâu khổ khổ thì không có nhưng họ lại có hoại khổ và hành khổ vẫn là không thể tự tại đến được vô sắc giới thì ngay cả thân thể cũng không còn nữa thì hoại khổ sẽ không có nhưng họ vẫn là còn hành khổ hành khổ chính là cái cảnh giới này của bạn không thể duy trì được vĩnh viễn bạn có thọ mạng hạn chế trời vô sắc giới tầng cao nhất là Trời phi tưởng phi vi tưởng xứ Thọ mạng tám dạng đại kiếp Tám dạng đại kiếp Thì hầu hết mọi người Đều ấn tượng không sâu Rất khó thể hội Các đồng học học Phật Thì có dễ hơn một chút Tám dạng đại kiếp là nói cái gì Ở trên Kinh Luận Phật đã dạy chúng ta Cái thế giới này Một lần thành trụ hoài không Gọi là một đại kiếp Là một lần thành trụ hoài không Của thế giới Đây gọi là đại kiếp Vì tám dạng đại kiếp Là thế giới này thành trụ hoài không Tám dạng lần Thì bạn nghĩ xem Cái tòa mạng này về bao nhiêu Nhưng mà Trung Quy Họ vẫn là có số lượng Nếu so sánh với vô tận thời không Thì họ vẫn là rất ngắn ngủi Vì thế tám dạng đại kiếp hết rồi Định công của họ mất đi Vẫn là đọa lạc Tiếp tục sáu nẻo luân hồi Không cứu cánh Tam giới thống khổ Ở chỗ này thực tại mà nói không có một ngày tháng tốt đẹp nào Thật sự nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp Thì thế giới Tây Phương cực lạc tốt biết bao nhiêu Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tây cư sĩ A gmail.com Người đọc hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiền chân Thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật